Những ngày này, hầu hết các nhà vườn trồng hoa quả, rau củ phục vụ Tết đều tất bật với công đoạn thu hoạch để kịp đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp, chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ghé thăm vườn bưởi da xanh hơn 5 hectare, gần 8 năm tuổi của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Lê Thị Hạnh, ngụ xã Dòng Thê, huyện Thoại Sơn. Đây là vườn bưởi đầu tiên và có diện tích lớn nhất của địa phương. Cứ vào khoảng 25 Tết âm lịch hàng năm, vườn bưởi nhà ông Hùng lại tất bật và rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười rôm rã của các nhân công và thương lái đến tận vườn để thu mua kịp ra chợ Tết. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cho năng suất cao, chất lượng trái được cải thiện, da sáng bóng, đẹp, múi to, ngọt, mọng nước. Vườn bưởi nhà ông Hùng được canh tác theo quy trình Việt Gáp và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Nhờ vậy, sản phẩm thu hoạch vừa đảm bảo chất lượng, vừa an toàn cho người sử dụng nên được khách hàng gần xa ưa chuộng dù giá có cao hơn so với thị trường chút đỉnh. Hầu như thời điểm nào, vườn bưởi cũng cho thu hoạch lai rai. Bởi thiết kế vườn theo kiểu cho trái quanh năm, cung ứng các đầu mối tiêu thụ ở chợ, siêu thị và một số thương lái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi của vợ chồng ông Hùng cung ứng ra thị trường từ 60 đến 70 tấn trái. Trong năm, bưởi có giá cao nhất vào dịp Tết Nguyên Đán. Tết năm nay, số lượng bưởi cung ứng ra thị trường khoảng 20 tấn, chủ yếu là bưởi đẹp phục vụ nhu cầu chưng Tết. Hiện giá bưởi bán tại vườn dao động từ 30.000 đến 45.000 đồng một ký tùy loại. Chất lượng giang xa giúp sản phẩm bưởi da xanh Hùng Hạnh của vợ chồng nông dân U70 trên quê hương Dòng Thê luôn đứng vững trên thị trường gần xa, từ chợ truyền thống đến các siêu thị. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, vợ chồng ông đều mang đến những quả bưởi đẹp phục vụ thị trường Tết và luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn.